Điều may mắn hy hữu đã xảy ra, em bé thoát chết kỳ diệu. Thế nhưng đằng sau sự mỉm cười của số phận của em bé là cả nỗi lo của bao người. Sợ chứ, rơi từ tầng 12 xuống mà. Em bé nhỏ mà rơi từ tầng 12 xuống thì mình rất là sợ. Mình cảm thấy là lo lắng cho con mình luôn. Với lại các bé ở nhỏ nhỏ tầm tuổi đấy. Cao thì nó cũng cao rồi nhưng mà mình rào lại cho nó chặt chẽ hơn. Chứ vẫn chưa đảm bảo được cho các bé an toàn nhất có thể. Vì bé nhỏ này nó chưa thể trèo ghế mà nó leo lên được. Nhưng mà với bé lớn một xíu khoảng 4-5 tuổi là nó leo lên được. Các bố các mẹ nên làm lưới chắn. Nhưng mà lưới chắn đó với điều kiện là khi xảy ra cháy nổ cắt được và tháo được để mà mình thoát hiểm được. Nhà cô cũng làm như thế rồi, sợ lắm. Các khu chung cư xây á, nếu mà đã đầu tư thì nên đầu tư cả cái đó đi. Thì để cho các bố mẹ vào ở là mình chỉ việc ở thôi, cho nó an toàn cho mọi mặt. Trao lại lan can như thế này là cách mà nhiều gia đình ở đây sử dụng. Hơn thế, họ còn ngăn cấm các cháu nhỏ lại gần khu vực lan can. Có thể là mình có những biện pháp mình rào, và cái thích đây là cái mình phải quan tâm tới con mình. Bên cạnh đó mình cũng trang bị những cái biện pháp như là lưới để chắn qua những cái đó, và không có đặt những cái vật gì mà nó ngay gần lan can để em nhỏ có thể leo lên và trèo qua, giống như hiện cái em nhỏ vừa rồi. Nhận nhà thì lan can cao 1,5 m, thì là đối với độ cao đó, ở đó là an toàn cho bé rồi. Mọi người hay lắp các cái lưới an toàn và dành cho các cái khe hở quá to, thì nhà chị cũng có lắp một cái khoảng lưới ở những cái phần song sắt của lan can để cho bé không có thể thò chân thò tay, thậm chí là có thể nhiều lúc là các bé ném đồ xuống dưới cũng rất là nguy hiểm. Người dân sáng chế ra nhiều cách khác nhau để an toàn lan can. Thế nhưng, việc này nên được các chủ đầu tư quan tâm lắp đặt ngay từ khi bán căn hộ, thay vì cứ mất bò mới lo làm chuồng.